Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và khỏi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, Tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh chương biên tập minh tâm thời gian ngày 15 tháng 9 năm 2011 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Cương tập 596 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kim giải trang 784 Hàng thứ bảy từ dưới đếm lên Từ câu Thế Tôn từ bi chỉ dạy Pháp phương tiện nhất trong các pháp phương tiện Càng hiển lộ duyên đốn trong các pháp duyên đốn Ở trước chúng ta học đến đây Bây giờ chúng ta xem đoạn văn tiếp theo Trực tiếp dùng pháp tín nguyện trì danh Rộng nhiếp lục độ dạng hạnh viên mãn thu nhiếp thập đại nguyện dương trực tiếp đi vào một câu phật hiệu nhiếp tận vô biên hành môn của phổ hiền quy về nhất hành ta muội của văn thù trong kinh nói đến pháp phương tiện trong các pháp phương tiện Duyên đúng trong duyên đúng Chính là tín nguyện trì danh Đích thực không có gì duyên hơn Không có gì đúng hơn Pháp này Rộng nhiếp lục độ dạng hạnh pháp tín nguyện trì danh. Sáu ba la mật của Bồ Tát đều bao hàm trong đó. Vì danh hiệu bao gồm hết tất cả pháp thế gian suốt thế gian Các vợ cổ đức thời tùy đường từng nghiên cứu Lúc Đức Phật còn tại thế Giảng Kinh Thuyết Pháp 49 năm Trong tất cả các kinh điển này Có bộ kinh nào có thể đem tất cả Pháp mà Ngài nói trong 49 năm Bao gồm hết vào trong đó Mà không sót một Pháp nào Đích thực họ đã tìm ra Hầu như là mọi người đều thừa nhận Chính là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm trong đại thừa gọi là pháp luân căn bản. Tất cả pháp Đức Phật nói trong suốt 49 năm đều là cành lá trên gốc rễ này. Ngày xưa thành lập nên 10 tông phái của đại thừa và tiểu thừa, 10 tông này giống như thân cây, nhánh sanh ra từ thân nhánh xanh cành cành xanh lá bởi vậy mỗi lá cây chúng ta từ từ đi tìm kiếm đều có thể tìm ra gốc rễ đều từ một gốc rễ sanh ra gốc rễ này chính là đại phương quán phật hoa nghiêm sau cùng kinh hoa nghiêm thập đại nguyện dương quy về cực lạc tức trở về vô lượng thọ nên vô lượng thọ là chỗ quay về của kim hoa nghiêm hoa nghiêm nhiếp thu tất cả pháp vô lượng thọ đương nhiên cũng nhiếp tất cả pháp bởi thì lục độ giảng hạnh thập đại nguyện dương đều ở trong một câu danh hiệu trực tiếp đi vào một câu Phật hiệu Câu Phật hiệu này là Nam Mô A Di Đà Phật Nhíp tận vô biên hành môn của phổ hiền Giải môn và hành môn đều bao hàm hết trong câu Phật hiệu này Bởi vì công đức Phật hiệu không thể nghĩ bàn Công đức Phật hiệu không gì sáng được không có pháp nào bằng Bởi thì chúng ta Phải tu vô lượng trí tuệ Vô lượng phước báo Tu từ đâu Niệm Phật là tu được tất cả Điều này rất nhiều người không biết Dùng phương pháp này tu phước Dùng phương pháp kia tu phước Thua xa một câu Phật hiểu Nếu không phải thâm nhập kinh tạng Làm sao ta biết được Nhưng có Phật hiệu này Phải dùng tâm chân thành để niệm Thật sự là Một niệm tương ưng một niệm Phật Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật Tất cả thiện pháp thế suốt thế gian Đến quả vị Phật là viên mạng Đúng là không thể nghĩ bạn Quy về nhất hành ta muội của văn thù Nhất hành ta muội Ở trước cũng đã học Thời gian dài có thể không nhớ Ở đây chúng ta ôn tập lại một lần nữa Đoạn này trích dẫn ra từ Phật học Đại Từ Điển Thuật ngữ là Tâm định trong nhất hành mà tu ta muội lại gọi là chân như ta muội hoặc nhất tướng ta muội ở đây nghĩa là tâm định vào một nơi Ta muội nghĩa là thiền định Định vào một vấn đề Hoặc định vào một tướng đều được Chân như nghĩa là thật tướng các Pháp Tức là tự tánh cũng chính là pháp tánh tâm định vào đây không đồng đây gọi là nhất hành tam muội trong tam tạng pháp số nói bốn là quyển thứ tư Nhất hành Tam muội là chỉ chuyên vào nhất hành để tu tập chánh định. Ở đây có hai loại lý và sự. Lý nhất hành Tam muội là nhất lý của định tâm quán chân như. Giang thù bát nhã kinh quyển hạ Nó có hai quyển thượng và hạ Trong này có một đoạn kim giang nói như vậy Pháp giới nhất tướng Hệ duyên Pháp giới Gọi là nhất hành tam muội Pháp giới Sai biệt giảng phần Đó là tướng Tướng sai biệt Pháp giới nhất tướng là thật tướng Nhất tướng là tướng gì? Là không tướng Ta quan sát Dạng sự dạng pháp giữa vũ trụ Nó là không tướng Quán bằng cách nào? Bây giờ chúng ta được nhiều tiện lợi Như đối thoại của Thế Tôn và Bồ Tát Di Lặc Trong Bồ Tát Sứ Thai Kinh Đức Phật hỏi Tâm hữu sở niệm Mấy niệm Mấy thức Mấy tướng Đức Phật đưa ra câu hỏi này Bồ Tát Di Lạc trả lời rằng Một khẩy móng tay Có ba mươi hai ức một trăm ngàn niệm 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 thành hình Hình nghĩa là tướng Niệm niệm đều có hình Hình đều có thước Bồ Tát trả lời một cách rất rõ ràng Minh bạch Chúng ta cần phải thuần thuộc đoạn kinh gian này Vì sao vậy? Như vậy ta mới có thể buông bỏ được Tất cả dạng pháp Vì sao không buông được? Vì không biết được chân tướng sự thật Bồ Tát Di Lạc đã nói rõ về chân tướng sự thật Đây chính là thật tướng các Pháp Dĩ như điều gì Giống như chúng ta xem phim Những hiện tượng hiện ra trên màn hình Đạo lý này chúng ta hiểu Đây là âm bản của phim Để vào trong máy chiếu một dây chiếu ra hai mươi bốn tấm chúng ta hỏi chân tướng trên mà hình đó là gì chân tướng chính là cái này từng tấm từng tấm phim nhựa này chính là chân tướng của nó nếu ta thấy được chân tướng sẽ không bị giả tướng đánh lừa chân tướng là gì là mỗi tấm phim thời gian sanh gì của nó chỉ có hai mươi phần trên một giây quý vị phải nhớ điều này nghĩa là nói thời gian nó dừng lại trên màn hình chỉ có hai mươi phần trên một giây là việc Tấm thứ hai xuất hiện Thì tấm thứ nhất không còn Chỉ có tấm thứ hai Tấm thứ ba xuất hiện Thì tấm thứ hai không còn Như vậy quý vị mới hiểu được Chân tướng sự thật này Đây gọi là thật tướng các Pháp Bồ Tát Di Lạc nói với chúng ta tốc độ quá nhanh Phim một giây có 24 tấm 24 hiện tượng sinh diệt Bồ Tát Di Lạc nói Một giây là 1.600 triệu Hiện tượng hiện nay của chúng ta là 1 trên 1.600 triệu Nghĩa là một giây nó đã sanh diệt Hình ảnh phim nhựa này đã thay đổi 1.600 triệu tấm. Vậy tấm nào là thật? Không có tấm nào là thật. Thì mới nói dạng Pháp giai không? Đều là bất khả đắc. Thân chúng ta có được chăng? Không được. Thân cũng là một giây có 1.600 triệu lần xuyên diệt. Thân nào là của ta? Giảng sự giảng vật Cũng đều là một giây Có một ngàn sáu trăm triệu lần sanh diệt Vậy thứ nào là thật? Tâm chúng ta định vào điều này Gọi là lý nhất hành ta muội Ta đã đạt được định Chúng ta ai cũng biết ông Duyên Liễu phàm được ông Khổng đoán chắc số mạng Trong suốt hai mươi năm Không có lần nào đoán sai Đều rất chuẩn xác Nên ông không nghĩ gì nữa Trên độ của ông ta gọi là Sự nhất hành tá mũi Tâm ông đến vào đó không động Còn ở đây là lý Chúng ta thật sự đã nhìn thấu chân tướng của tất cả pháp bởi vậy tất cả chư phật như lai tất cả bồ tát tuyệt đại đa số đều hành lý nhất hành ta muội họ ứng quá ở thế gian này như Đức Thế Tôn đương thời xuất hiện ở thế gian Người nhân gian chúng ta nói Người Trung Quốc tính tuổi mụ Ngày 80 tuổi viên tịch Trụ thể được 80 năm Ngày hành là gì? Lý nhất hành ta muội Bởi vậy tâm của Ngài thanh tịnh bình đẳng, chánh giá từ bi. Từ nhập thai đến duyên tịch. Nếu chúng ta hỏi, Đức Thế Tôn có khởi tâm động niệm chăng? Không có. Đến khởi tâm động niệm cũng không có, làm gì có phân biệt chấp trước đây là trú nhất hành ta muội bồ tát thị hiện cũng như vậy mặc dù thanh gian duyên giá không thể trú lý nhưng họ trú sự sự nhất hành ta muội nghĩa là niệm phật ta muội chúng ta tiếp tục xem đoạn văn này vì nhất lý của định tâm quán chân như danh từ chân như này nghĩa là thật tướng Tức là tự tăng Là pháp tánh Danh từ của nó rất nhiều Đức Thế Tôn đối với một vấn đề Mà dùng rất nhiều danh từ như vậy Dụng ý chủ yếu là Để chúng ta đừng chấp trước vào danh từ Danh từ là giả Trong thật tướng lý thể Danh từ đều bất khả đắc Không có danh từ Danh từ là do con người kiến lập Nếu như chấp trước có một chân như là sai Từ đâu mà có Thế nào gọi là chân như Vì thuyết pháp Vì để phương tiện trong việc dạy học Mà đặt ra danh từ này Nếu cho rằng danh từ này là thật Sai lầm Chỉ cần biết được nó là giả Đừng cho nó là thật thì không sao Nó có tác dụng là phương tiện Trong kinh Giang Thù Bát Nhã nói Pháp giới nhất tướng Nhất tướng này như trong kinh Bát Nhã nói Tất cả Pháp Vô sở hữu tất cảnh không bất khả đắc Đây là pháp giới nhất tương Bất cứ một pháp nào Tư tưởng ý niệm của chúng ta Cho đến những hiện tượng vật chất Trên thân thể này của chúng ta Đều là vô sở hữu Hiện tượng này không có Đích thực là không có Bây giờ chúng ta cho rằng có là sao Đây là huyện tướng Là huyện tướng có một trên một ngàn sáu trăm triệu giây Huyện tướng tích lũy Mỗi một cái đều là bất khả đắc Tích lũy vào một nơi là gì? Chúng ta nhìn hoa mắt Nhìn sai Tai cũng nghe sai Tất cả đều sai Giả cho là thật Thế nào là thật? Như như bất động là thật Phật giáo nói định nghĩa của thật và giả Phàm những gì động là giả sẽ thay đổi Quý vị xem một giây biến quá, Một ngàn sáu trăm triệu lần Biến quá nhanh như vậy Sao nó là thật được? Chỉ có tự tánh không thay đổi diễn hằng bất biến nếu trong biển hóa thấy được sự bất biến đây gọi là khai ngộ là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh thấy được bất biến nghĩa là kiến tánh kiến tánh tức tất cả pháp đều bình đẳng vì sao vậy cùng một tánh tướng hoàn toàn sai biệt nhưng cùng một tánh tánh chính là không không có gì cả đó là tự tánh. Không có gì cả, không thể nói nó không có, vì sao vậy vì nó sẽ biến. Nó biến không thể nói là có, vì sao vậy vì nó không tồn tại. Nó biến liền không còn là quá khứ, không còn nữa, không còn quay lại nữa. Đây là chân tướng. Cho nên pháp giới nhất tướng hệ duyên pháp giới gọi là nhất hành ta muội nhập nhất hành ta muội biết hết hằng xa pháp giới chư phật không có tướng sai biệt hằng xa là hình dung nhiều chư phật như lai nhiều như số cát sông hằng dạng sự dạng vật khắp biến pháp giới hư không giới không có chút sai biệt nào vì sao vậy? Vì tất cả đều là không Trong kinh Lăng Nghiêm nói Đương xứ xuất sanh tùy xứ diệt tận Ngày nay khoa học đã phát hiện Họ phát hiện được hiện tượng vật chất Hiện tượng vật chất từ đầu đến Nó đến từ ý niệm Nền tảng của vật chất là ý niệm Ý niệm chính là tâm sanh diệt Bởi vậy tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Tất cả hiện tượng vật chất Đều từ tâm tưởng sanh Ý niệm của tâm Căn cứ những gì Bồ Tát Di Lạc nói Một giây có một ngàn sáu trăm triệu lần sanh diệt Làm sao ta có thể nhận ra được một lần trong này? Chúng ta khởi ý niệm một lần trong này không biết bao nhiêu niệm đã đi qua. Một lần trong đó là đã khẩy hai ba lần rồi. Mấy trăm triệu ý niệm sanh diệt đã đi qua. Sanh diệt này vĩnh viễn không ngừng. Đến lúc nào mới ngừng? chứng được dịu giác là ngừng ngừng thật sự đại triệt đại ngộ minh tâm chiến tánh hoàn toàn buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước đã ngừng nhưng không phải thật sự ngừng vì sao vậy vì chưa đoạn tận tập khí Đoạn tận tập khí mới là ngừng thật sự Thường tới quan hiện tiền Quý vị quay về tự tánh Nhưng trong cõi thật báo trang nghiêm Sẽ thấy được tướng không sai biệt Nó có tướng Diệu giác như lai vô tướng không có tướng Không có tướng mới thật sự vô sai biệt 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Trong cõi thật báo Chúng ta có thể nói họ là tương tự tướng vô sai biệt Không phải tướng vô sai biệt thật Tướng vô sai biệt thật không có tướng Đây là lý nhất hành ta muội Trong khởi tín luận nói Nương vào ta muội Sẽ bí pháp giới nhất tướng Gọi là pháp thân của tất cả chư Phật Và thân chúng sanh bình đẳng không hay Tức là nhất hành ta muội Pháp thân của tất cả chư Phật và thân chúng sanh Chúng sanh này là nghĩa rộng Chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi hiện tượng Gọi là thân chúng sanh Bao gồm ngày nay chúng ta gọi là động vật, thực vật, khoáng vật Cho đến hiện tượng đại tự nhiên Đều gọi là chúng sanh Hay nói cách khác Tất cả hiện tượng, dạng sự, dạng vật trong vũ trụ và pháp thân chư Phật là bình đẳng không hay đây gọi là nhất hành ta muội ta muội là tâm định vào đây không hoài nghi hoàn toàn thừa nhận đây là chân tướng sự thật đây là nhất hành ta muội nên biết chân như là căn bản của ta muội Thật sự thấu triệt Tức nhập vào cảnh giới Phật Cảnh giới Phật là gì? Là như như bất động trong tất cả cảnh giới Nếu chúng ta chứng được Chứng được tức thành Phật Thành Phật nhưng thân vẫn còn Đây gọi là hữu dư y niết bàn Chứng được gọi là niết bàn Nghĩa là không sanh không diệt Thân thể vẫn còn Thân thể gọi là hữu dư Còn dư lại Còn lại thân thể này Thân thể này có chứa ngại gì chăng Không có Quý vị dùng thân thể này để quá độ chúng sanh Được Không cần thân thể này nữa Thì lập tức diệt độ Trở về tự tánh cũng được Chúng sanh có nhân duyên với quý vị Họ khởi tâm động niệm Quý vị lại có thể hiện thân hiện thân là tự tại cần lấy thân gì để độ thoát không phải ý của mình mà là ý của họ trong tâm họ muốn thấy phật tự nhiên quý vị hiện thân phật vì sao vậy họ cảm quý vị ứng họ có tâm quý vị vô tâm họ có niệm quý vị vô niệm không nơi nào không hiện thân cảm đó nếu hết duyên thân liền biến mất bởi thì thời gian hiện thân lâu hay mau hoàn toàn dựa vào cảm ứng sức mạnh của cảm ứng thì thời gian dài trú thấy lâu thời gian cảm ứng nếu hết duyên thân sẽ biến mất là nhập diệt thời gian trụ thể dài gọi là ứng thân họ đến nhân gian thị hiện đầu thai thị hiện nhập việc đức thế tôn thị hiện bát tướng thành đạo tức tám giai đoạn trong đời đây gọi là ứng thân. Nếu thời gian rất ngắn ngủi là quá thân. Quá thân là đột nhiên nhìn thấy, đột nhiên không thấy nữa là quá thân. Tôi từng nói với quý vị thời kỳ kháng chiến tôi đi học ở quý châu hiệu trưởng là ông chu ban đạo sau khi đất nước thắng lợi ông ở tại nam kinh vợ ông không có tín ngưỡng tôn giáo có một hôm gặp được bồ tát địa tạng nhưng không biết là một người xuất gia đến nhà bà quá duyên xin bà ủng hộ năm cân dầu thơm bà không cho người xuất gia này liền biến mất tôi từng đến nhà của bà rất lớn ở trước có cái sân lớn đúng là cửa lớn Cửa thứ hai mới đến ngôi nhà chính Người xuất gia này xuất hiện ở nhà chính Khi đi đương nhiên cũng đi từ cửa chính Khi ông ra đi bà mới phát hiện Cửa lớn không mở Cửa thứ hai cũng không mở Làm sao ông vào được Khi đi cửa vẫn đóng Vậy ông đi như thế nào bởi thế bao nhiêu năm nay bà không nghĩ ra vấn đề này mà thời gian nói chuyện cũng rất lâu tuyệt đối không phải là ảo giác cũng không phải nằm mơ mãi đến khi kháng chiến thắng lợi bà đến đài loan ở đài trung học phật pháp với thầy lý bà kể lại câu chuyện này để thỉnh giáo thầy lý thầy lý nói với bà đó là địa tạng dương bồ tát ở cửu hoa sơn có duyên với bà bà hối hận vô cùng vì lúc đó không cho ngài năm cơn dầu thơm cho nên bà ngày ngày tụng kinh địa tạng trì chú đại bi có cảm ứng không thể nghĩ bàn Bà niệm đại bi vào nước có thể trị bách bệnh Người khác niệm không linh, bà niệm linh Lợi ích vô cùng Đây là gì? Là trong đời quá khứ có nhân duyên Bà có cảm Đây là minh cảm Cảm này đến bản thân mình cũng không biết Nhưng địa tạng dương Bồ Tát biết Quả thật là đường xứ xuất sanh tùy xứ diệt tận Quý vị xem vừa ra khỏi cửa nhà khách là không còn Ra khỏi cửa vẫn còn một cửa nữa Bên ngoài là ngoại diện, bên trong là nội diện Câu chuyện này là thật Bà Chu chắc chắn không nói dối Bà niệm Phật giảng sanh Khi thiêu có hơn 300 viên xá lợi Người như vậy là tốt nhất trong thiên hạ Chúng tôi đối với vợ chồng thầy chu Còn tôn trọng hơn cả cha mẹ Thời kỳ kháng chiến Chúng tôi xa gia đình Trường học chính là nhà hai vị trưởng bối này quan tâm chúng tôi còn chu đáo hơn cả cha mẹ khiến chúng tôi suốt đời không bao giờ quên cảm ứng đạo giàu không phải giả Trong lục tổ đàn kinh nói Nếu ở mọi nơi đi đứng nằm ngồi Đều là nhất trực tâm Bất động đảo tràng trực thành tịnh độ Đây gọi là nhất hành tam mùi Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận Gọi là Tâm Bồ Đề Thể của Tâm Bồ Đề là Trực Tâm Tác dụng của nó có tự thọ dụng và tha thọ dụng Tự thọ dụng là thân tâm Tha thọ dụng là đại bi tâm Nhất thể nhị dụng Trực tâm là đạo tràng Trực tâm là gì? Là không có ý niệm nào cả Khởi ý niệm nghĩa là vọng tâm trong vọng tâm có thiện niệm có ác niệm. Trong trực tâm cả thiện niệm và ác niệm đều không có. Đây là trực tâm. Ở đây có sự sai bị. Nếu như không có một ý niệm nào. Quý vị cho rằng là trực tâm là sai. Vì sao vậy? Vì đó là vô tưởng định Không nghĩ đến bất kỳ điều gì Tuyệt đối không được lầm tưởng vô tưởng định là trực tâm Như vậy là sai hoàn toàn Tu thành tựu vô tưởng định là đến trời vô tưởng của tứ thiền Vẫn ở trong lục đạo Trực tâm là gì? Không có bất kỳ một ý niệm nào cả Người ta hỏi quý vị điều gì? cái gì cũng biết có trí tuệ ở trong đó vô tưởng định là gì tâm định không có ý niệm nào cả họ cũng không biết bất kỳ điều gì cái gì họ cũng không biết là vô minh trực tâm là giác tâm thanh tịnh bình đẳng giác là trực tâm không phải cái gì cũng không biết cũng chính là chúng ta nói mọi thứ đều biết không để điều gì trong lòng tâm địa thanh tịnh không nhiễm chút bụi trần biết hết mọi thứ đây là chân tâm trong chân tâm có vô lượng trí tuệ vô lượng đức năng vô lượng tướng hảo năng sanh vạn pháp bởi thì tuyệt đối không được ngộ nhận điều này trực tâm là đạo tràng đạo tràng của diệu giác như lai trực thành tịnh độ là thanh tịnh thật sự đây là lý nhất hành ta muội tiếp theo sự nhất hành ta muội tức tên khá của niệm phật ta muội cho nên đừng coi nhẹ việc niệm phật niệm phật là tu nhất hành ta muội vì sao vậy nhất tâm niệm phật trong tâm chỉ có phật a di đà ngoài phật a di đà ra đều buông bỏ hết vì trong tâm chỉ có Phật A-di-đà Đây gọi là sự Từ sự nhất tâm niệm đến lý nhất tâm Đây là phương pháp chúng ta có thể dùng Nếu không có sự chỉ dùng lý nhất tâm Chúng ta không làm được Nhất định có vọng tưởng Tạp niệm xen vào Bởi thế chúng ta để Phật A-di-đà trong tâm Những thứ lẫn tạp khác trừ sạch hết Khởi tâm động niệm là A-di-đà Phật Trong miệng niệm A-di-đà Phật Nhất cửa nhất động của chúng ta đều là Phật sự Điều này trước đây ở Đài Trung chúng tôi theo Thầy Lý thầy thường dạy chúng tôi thay đổi tâm trong tâm chỉ có phật a di đà ngoài phật a di đà ra không còn gì nữa thật sự thay đổi nó sẽ như thế nào thầy tất cả mọi người đều là phật a di đà thấy mọi vật đều là phật a di đà thấy mọi việc đều là phật a di đà tu như vậy là thành công không còn vọng tưởng không còn tập khí phiền não chỉ có quan hỷ thật sự là thường sanh tâm quan hỷ bản thân thành tựu phải phổ độ chúng sanh trong quyển hạ của giang thù bát nhã kim nói nếu thiện nam tử thiện nữ nhân muốn vào nhất hành tam muội nên để tâm nhẹ nhàng bỏ các loạn ý không dùng tướng mạo buộc tâm vào nơi phật chuyên xưng danh tự lúc nào cũng hướng về phật bây giờ chúng ta niệm phật a di đà ngài ở phương tây nên từng giờ từng phút hướng về phương tây đoan chánh tâm niệm có thể niệm niệm tương tục đối với một vị Phật Tức là trong một niệm có thể thấy được chư Phật trong quá khứ hiện tại và vị lai Câu này trong cuối quyển hạ Của khởi tín luận nghĩa ký có trong quyển hạ giảng sanh lễ tán và an lạc tập cũng có đoạn này. Đều là mượn trong gian thù bát nhã kinh để nói. Do đây có thể biết. Chỉ cần buộc tâm vào một vị Phật chuyên xưng niệm danh tự là được có người chuyên niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Họ không niệm Phật A-di-đà Họ học thiên thầy Có giống với niệm Nam Mô A-di-đà Phật chăng? Không giống Vì buộc tâm và phật thích ca cần phải được ta muội mới có hiệu quả nhất tâm hệ niệm phật a di đà chưa được ta muội cũng có lợi ích đới nghiệp giảng sanh họ có thể giảng sanh vào cõi phàm thánh đồng cư niệm phật thích ca không được Niệm Phật Thích Ca Mâu Ni Phải được định mới được Như A-La-Hán Phải được cử thư đệ định Mới có thể vượt thoát luân hồi lục đạo Đầu tiên chúng ta đạt được tứ thiền bát định Đây là thiền định thế gian Định thứ chín mới vượt thoát lục đạo Gọi là xuất thế gian đức thế tôn ở thế giới ta bà không có đới nghiệp giảng sanh không có bởi thế ở đây không được ở đây bất luận là hệ niệm dĩ phật nào về lý có thể nói được nhưng về sự ta không thể đạt được nhất hành ta muội nghĩa là quý vị không thể được niệm phật ta muội không thể nào Bởi thì chư Phật Như Lai đều xưng Phật A-di-đà là Vua trong các vị Phật Niệm Phật A-di-đà gọi là vua trong các ta muội Phải hiểu đạo lý này Phàm phu Nghiệp chướng tập khí, tạp niệm quá nhiều Làm sao để đoạn tận được nó Niệm Phật là phương pháp hay Chân tâm niệm Phật Tuy không thể đoạn Nhưng có thể làm nhạc nó Không chấp trước nghiêm trọng như trước Nó sẽ nhạc dân Càng nhạc Càng nắm bắt việc giảng sanh thế giới cực lạ Chấp trước kiên cố là điều vô cùng rắc rối Vì sao vậy vẫn không thể giảng sanh nên biết rằng trong đời quá khứ chúng ta đã từng cúng dường vô lượng chư phật như lai ta phải thừa nhận câu nói này vì sao vậy vì ta không có thiện căng thì trong đời này không thể gặp phật không gặp được tịnh độ có thể gặp được phật pháp gặp được tịnh độ chắc chắn trong đời quá khứ chúng ta từng cúng dường vô lượng chư phật như lai Thiện càng lớn như vậy mới gặp được Gặp được mà không tin Không thể lý giải là do nghiệp chướng ta quá nặng Cũng có nghĩa là từ trước đến nay tạo ra quá nhiều ác nghiệp Nếu đời này không tạo, trong đời quá khứ có tạo chăng? Lại đời trước đó nữa có tạo chăng? Nếu không phải nghiệp chướng sâu dày Quý vị xem Thật sự có không ít người Vừa nghe là tin ngay Vừa nghe liền tiếp nhận Và niệm rất tin cần Niệm năm ba năm Họ thật sự giảng sanh Người như vậy chúng ta thường thấy Chúng ta thử so sánh với họ xem Vì sao họ tin Họ thực hành Nhìn thấy người khác đều là A-di-đà Phật A-di-đà Phật Nói chuyện với họ họ cũng A-di-đà Phật A-di-đà Phật Hình như tâm họ không có tạp niệm Chị mỉm cười dùng câu Phật hiệu để đáp quý vị Những gì quý vị nói bất kể họ hiểu hay không đều là A-di-đà Phật Chúng ta biết những người này họ đang tu hành nhất hành ta muội Không được coi thường họ Họ thật sự có công phu Công phu rất đắc lực ngày nay trong kinh điển chúng ta học được hình như cũng hiểu được thật ra khoảng cách còn rất xa nếu hiểu thật sẽ thực hành ngay như đại sư huệ năng ở trong phòng phương trượng của ngũ tổ ngay thật sự đã hiểu lập tức khai ngộ Ngũ tổ chứng minh cho Ngài Truyền y bác cho Ngài Chính là cách chứng minh hùng hồn nhất Chứng minh Ngài đã khai ngộ Ngài là truyền nhân của Đức Thế Tôn Truyền thừa Phật Pháp Chánh Tông của Đức Phật Phật Pháp Chánh Tông là thật tướng các Pháp Ngài thấy được thật tướng các Pháp Nên Ngài không động Ngày nay chúng ta rất cảm khái Bản thân tu hành vô cùng khó khăn nếu Phật không ban cho chúng ta thỏa mãn dài như vậy, chúng ta hiểu biết về Phật pháp rất có giới hạn. Sự giải ngộ hữu hạn này không thể liễu sanh tự, không thể xuất tam giới chỉ bồi dưỡng cho tuệ căn đời sau đời sau chắc chắn không đọa vào ba đường ác đời sau nhất định ở nhân thiên cõi nhân thiên có trí tuệ đây là chúng ta có thể lý giải được quả báo trong tương lai của chúng ta kéo dài thọ mạng cho chúng ta khiến chúng ta có thời gian càng thâm nhập hơn phải cảm ơn điều này cảm ơn chư phật như lai cảm ơn tất cả chúng sanh sự hỗ trì từng ly từng tí của tất cả chúng sanh chúng ta không thể tách rời chúng sanh biết rồi chúng ta mới buông bỏ trước đây đại sư chương gia nói rằng ta biết được mấy phần là buông bỏ được mấy phần nên biết phải xem từ trên hành vi nếu quý vị không làm được không phải không làm được mà là không biết được Đây là một vấn đề trong triết học. Biết và hành nhất định phải đi đôi. Chúng ta thấy rất nhiều ông bà cụ họ hoàn toàn không biết gì về kinh điển. Nhưng khuyên họ niệm Phật Họ rất siêng năng Y giáo phụng hành Đây là gì? Thiện căn phước đức trong quá khứ sâu dày Chúng ta tiếp xúc đến là hoài nghi Vì sao họ không hề có chút hoài nghi nào? Họ không nghi ngờ nên cũng không cần hỏi người khác Họ không có thắc mắc chỉ niệm rốt ráo một câu phật hiệu gian thù tượng trưng cho căn bản trí nhất hành tam muội nhất tâm hệ niệm một câu danh hiệu phật chuyên xưng danh từ nên biệt pháp trì danh này giá trị như đề hồ bao hàm hết tất cả diệu pháp trong kinh rất thường dùng đề hồ làm ví dụ đề hồ là thức uống ngon nhất nhân gian Đây là thức uống ngày xưa Trước đây Đại sư Đạo Nguyên Và hội Phật giáo Đài Loan Họ tổ chức một đoàn đến Ấn Độ chim bày thánh tích Đây là một vị giảng sư Giảng kinh bao nhiêu năm nhưng có hai thứ trong kinh Phật Ông mãi không hiểu được Thứ nhất là quả Amala Thứ hai là đề hồ Đề hồ quán đảnh Khi đến Ấn Độ Ông thăm hỏi khắp nơi Người Ấn Độ Có biết quả Amala Phật nói trong kinh chăng Họ biết Có thật chăng? Có Lấy đến xem thì ra Đài Loan cũng có là trái ổi Như vậy là biết được quả am ma là Đề hồ là gì? Cũng đem đề hồ đến xem Là salad mà chúng ta thường ăn Đây là đề hồ mà trong kinh nói Những thứ này chúng ta đều có dùng Đều đã thấy Vậy mà khi giảng kinh không biết để nói khi ông từ Ấn Độ về đã nói cho chúng tôi Ông biết được hai thứ này là gì? Thật vậy biết bao nhiêu người Ấn Độ chìm bái Phật tiếp Đều không hỏi đến vấn đề này Vị giảng sư này đã lưu ý Trong kinh thường nói đến nhưng không biết là gì đề hồ là thứ được chắc lọc từ sữa chắc lọc đến cuối cùng đây là tên hoa được chế phẩm từ sữa tốt nhất bao hàm hết tất cả diệu pháp phương pháp trì danh dí như đề hồ tất cả pháp đều ở trong một pháp này Phật dùng nó để làm ví dụ Quý vị xem Từ sữa Tên luyện ra Đến sanh tô, thuộc tô, lạc đề hồ Chắc lọc đến cuối cùng thành đề hồ Trải qua bốn đến năm lần chiết xuất là tinh phẩm trong sữa đây là dĩ như câu danh hiệu của phật a di đà từ tín nguyện hạnh của tất cả chư phật đến chứng quả giảng kinh thuyết pháp quan pháp lợi sanh vô lượng vô biên công đức chân thật đến sau cùng tin luyện thành một câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật Nên biết là thứ tinh hoa Trong Pháp lớn của chư Phật xuất thế Đáng tiếc biết bao nhiêu người niệm Phật Không biết điều này Không biết đây là tinh hoa của tất cả Pháp nên muốn tu cái này tìm hiểu cái kia như vậy thì hết cách phổ hiện thập đại nguyện dương là từ căn bản trí mà sai biệt trí Thập Đại Nguyện Dương là 10 vấn đề Là gì? Là trí tuệ trong căn bản trí Thực hành trong cuộc sống hàng ngày khởi tác dụng Gọi là sai biệt trí Căn bản trí là gì? Căn bản trí là bát nhã vô tri là căn bản trí khi khởi tác dụng là vô sợ bất tri bởi thì căn bản trí chính là tam muội Ta muội là gì? Nghĩa là trong đề kinh nói thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng là định Giác là trí tuệ Trí tuệ này bất động Trí tuệ này là bản thể có dạng sự dạng vật Khi nó khởi tác dụng là vô sợ bất trì Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Dương Nghĩa là từ căn bản trị Khởi hậu đặc trị Vô sở bất tri Mười nguyện này không thể nghĩ bàn Nguyện nguyện đều biến Pháp giới hư không giới Vì sao vậy? Vì căn bản trị biến khắp hư không pháp giới Từ căn bản khởi tác dụng sao có thể không biến khắp Ngày nay rộng nhiếp nguyện dương Chỉ đề xương tín nguyện trì danh Là từ sai biệt trí trở về căn bản bây giờ câu danh hiệu này trong đó bao gồm hết nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền không sót điều nào tịnh tông chỉ duy nhất đề sướng tín nguyện trì Văn đây là từ sai biệt trị lại trở về căn bản trị nên gọi là tu hành vừa qua ngày phổ hiền Nó lại trở về đến căn bản trí. Căn bản trí là lý nhất hành ta muội Nghĩa là nói từ sự nhất hành ta muội trở về về lý nhất hành ta muội Diệu hạnh trì danh, lấy quả giác làm nhân tâm. Cầu Nam Mô A Di Đà Phật này là đức hiệu quả giá của Phật Di Đà. Là công đức viên mãn của quả giác thành tựu. Chúng ta dùng nó để làm tâm nhân địa tu hành cho mình. Như vậy không tuyệt vời ư? nhân tâm của người khác tu từ đâu từ ngũ giới thập thiện từ chỉ quán thiền định sám hối rất nhiều phương pháp vô lượng vô biên sao quý vị dùng quả giác làm nhân tâm? điều này cao quá, thù thắng quá. tại sao ngày nay chúng ta không có thành tựu thù thắng như vậy? là do xem lệch là câu Phật hiệu này, nó là quả giác chúng ta không cho nó là quả giác, tưởng rằng nó là một câu danh hiệu bình thường không bằng phương pháp sám hối không bằng thập thiện không bằng lục độ đã ngộ nhận như vậy đầu biết rằng câu phật hiệu này là hàm nhiếp viên mãn tất cả phật pháp không biết Cho nên chúng ta niệm nó không khởi tác dụng Không thể nói không khởi tác dụng Mà rất giới hạn, không viên mãn Chỉ có tác dụng tương đối thôi Ta biết một phần nó có một phần tác dụng Biết được hai phần thì có tác dụng hai phần Biết được một cách viên mãn thì nó khởi tác dụng viên mãn đây chính là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Thật sự rõ ràng, minh bạch. Như Pháp Sư Từ Dân Quán Đảnh nói Nghiệp chướng Tội nghiệp của chúng ta Tất cả kinh điển Trong Phật Pháp Cũng không cứu được Đều không khởi tác dụng Tất cả các nghi thức sám hối Tất cả các pháp môn đều không có hiệu quả Sau cùng vẫn còn một pháp môn Nam Mô A Di Đà Phật Chắc chắn có thể cứu được Chúng ta nghĩ đến Pháp Sư Doanh Kha Thời nhà Tống Sư đã làm gương cho chúng ta Đây là một vị Pháp Sư Phá giới phạm trai Tâm duyên ý mã Không vượt qua được mê hoặc bên ngoài chỉ cần một chút mê hoặc bên ngoài là động tâm Sư liền sanh phiền não liền tạo tội nghiệp Sư sợ cái khổ ở địa ngục Tự biết rằng hành nghiệp của mình Không tương ngưng với nhân thiên mà tương ương với vô dáng địa ngục bản thân sư rất rõ sau khi chết chắc chắn đọa địa ngục nghĩ đến cái khổ trong địa ngục sư rất sợ hãi cầu cứu với chư vị đồng tu có vị đồng tu đưa cho sư cuốn giảng sanh truyện sư xem xong cảm động rơi nước mắt Quyết tâm niệm Phật cầu giảng sanh Sư ở trong phòng đóng cửa lại Ba ngày ba đêm Không ngủ không nghỉ Niệm rốt ráo một câu Phật hiệu Niệm ba ngày ba đêm Đến lúc tinh thần kiệt quệ Sự thành kính Ai cầu đó Đã cảm ứng được Phật A-di-đà Phật nói với sư Con cố gắng tu hành Vì con còn 10 năm thọ mạng Đến khi lâm mạng chung ta sẽ đến tiếp dẫn Sư thưa với Phật Bản thân sư càng tánh xấu rất nặng Không thắng được mê hoặc Mười năm không biết lại tạo ra bao nhiêu tội lỗi nữa Sư không cần thọ mạng này nữa Chỉ muốn theo ngài ngay bây giờ Đức Phật hẹn ba ngày sau vì sao phật không lập tức đưa sư đi mà phải cần đến ba ngày sau ba ngày sau sư có thể độ rất nhiều chúng sanh nếu lúc đó đưa đi người ta chưa chắc biết là sư giảng sanh hẹn ba ngày sau để sư mở cửa phòng nói với mọi người Ba ngày ba đêm này không uổng phí Phật A-di-đà thật sự đã đến Ba ngày sau Phật tiếp dẫn tôi giảng sanh Người trong chùa không ai tin Người như ông mà ba ngày nữa có thể giảng sanh Làm gì có chuyện đơn giản như vậy Tuy hoài nghi nhưng thấy sư nói như thật Không phải nói dối, không giống nói gạt người khác thôi được ba ngày không lâu xem ba ngày sau sư có giảng sanh chăng thật sự giảng sanh mọi người đều đã tin đem câu chuyện của sư viết vào trong giảng sanh truyện viết vào trong tịnh độ thánh hiền lục nói với mọi người trong kinh di đà nói không sai nếu một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày sẽ thành công phương pháp này đơn giản như vậy chúng ta biết sanh đến thế giới cực lạc liền được oai thần bổn nguyện của phật a di đà gia trì làm bồ tát a duy diệt trị vậy mà không tuyệt vời Sao? làm gì có pháp môn nào nhanh hơn Đồng nghĩa Nói Từ trong địa ngục lập tức Đi đến quả Phật vượt thoát một cách viên mãn Chúng ta thấy vậy có thể không tin được sao? Mới đầu đọc được cho rằng thần thoại không dám tin trải qua mười mấy năm quân tu phật pháp không còn hoài nghi nữa từ trong tâm khẳng định thừa nhận đây là sự thật vậy chúng ta có được cứu chăng Chúng ta thấy tình hình của Pháp Sư Doanh Kha Ngũ nghiệp thập ác Tội nghiệp dù lớn hơn nữa Nếu ta hành trì nhất định thành công Đây là thật không phải giả Lấy quả giác làm thân Nhân quả đồng thời Nhanh chóng dứt khoát Phương tiện không giả Không cần thứ lớp Thứ lớp là từng tầng từng tầng không có Một bước lên trời Không có dài cập Bởi vậy niệm Phật là nhân quả đồng thời đây là điều không thể nghĩ bàn Tám dạng bốn ngàn pháp môn là tư nhân chứng quả Nhân quả không cùng một lúc Nên tịnh tông dùng tinh hoa làm biểu pháp Hoa sen là nhân quả đồng thời Hoa nở là nhân Hạt trong đài sen là quả Khi hoa nở đã có quả Đã nhìn thấy Không như các thực vật khác nở hoa sau đó mới kết quả hoa sen tượng trưng nhân quả đồng thời như trong di đà yếu giải nói a di đà dịch là vô lượng a di đà là tiếng phạn a Dịch sang tiếng Trung nghĩa là vô Di-đà là lượng A-di-đà à, dịch thành vô lượng Dũng không thể nói Vô lượng Vô lượng gì? Tất cả đều là vô lượng Mọi thứ đều là vô lượng Đây là ý nghĩa căn bản của nó. Ở trước chúng ta đã học Đức Thế Tôn thành Phật. Chính Đức Phật tự nói Ngài thành Phật từ khi nào? Từ vô lượng, vô biên. Vô số, vô tận, chỉ trước Ngài đã thành Phật bây giờ chúng ta hiểu được ý này đây là nghĩa gì vốn là phật đây vốn là vô lượng không sao tính kể được không thể tưởng tượng vốn đã là phật quý vị thành phật họ thành phật đều giống như đức thế tôn vậy ta vốn đã thành phật Thành Phật từ vô lượng vô lượng kiếp quá khứ Lần này chẳng qua là gì Đó là đã quét sạch tất cả những chướng ngại dơ bẩn Buông bỏ hết thảy những chướng ngại Thân Phật liền hiện tiền Ý nghĩa là như thế đức phật vốn đã là phật phật là vô lượng phật dùng không thể nói được đức thế tôn dùng hai nghĩa quan và thọ thu tận tất cả vô lượng trong kinh di đà đức thế tôn nói với chúng ta ngài nói đến hai loại vô lượng thọ phật Thứ nhất là vô lượng thọ, thứ hai là vô lượng quang. Dùng quang và thọ mạng bao hàm tất cả vô lượng vào trong đó. Quang là gì? Ngàn khắp mười phương, ngày nay chúng ta gọi là không gian. Thọ thì sao? Thọ là dọc cùng tam tỷ, chúng ta nói đến thời gian. Thời gian và không gian là ngang dọc xen nhau tức pháp giới thể pháp giới thể nghĩa là tự tánh tức là chân tánh là thật tướng là chân như vốn là như vậy dùng thể này làm thân và cõi nước của phật di đà hơn của di đà là thể pháp tánh cõi nước của phật di đà hoàn cảnh cư trú là thể pháp giới cũng tức dùng thể này làm danh hiệu của phật di đà nên danh hiệu di đà tức là bản giác lý tánh của chúng sanh ý nghĩa thâm sâu của danh hiệu. Không nhiều người biết được. Người thật sự biết được càng ít. Vì sao vậy? Cũng có thể đã đọc kinh này biết được nó có điều này nhưng không để tâm. cũng chỉ xem qua loa. Không biết tính quan trọng của câu này. Bản giác lý thị của chúng sanh nghĩa là tự tánh của chúng sanh. Tức là tự tánh của mình. Chân tâm của mình Thiền sư Trung Phong nói rất hay Tâm tôi tức Phật A-di-đà Phật A-di-đà tức là tâm tôi Lời này không sai chút nào vốn là như vậy Chỉ là bây giờ chúng ta bỏ quên chân tâm của mình Để vào trong tâm toàn những thứ lẫn tạp Trong tâm thường nghĩ đến không buông bỏ được. Đó là gì là rác rưởi? Toàn là hư vọng. Toàn là giả dối. Trong giả có thật nhưng đã quên mất. Chỉ coi trọng những thứ hiện tượng không thật này. Khởi hoặc tạo nghiệp chiêu cảm quả báo bất thiện trong lục đạo không phải là làm những điều này ư ừ. chư phật như lai chứng kiến như vậy rất cảm thán rằng đúng là kẻ đáng thương quý vị vốn là phật vốn là phật a di đà không khác gì phật a di đà bây giờ luân lạc thành như vậy là bản thân quý vị đọa lạc không ai mê hoặc quý vị không ai hãm hại quý vị tự làm tự chịu họ vẫn không cam tâm nói là người khác hãm hại họ oán trời trách đất tội càng thêm nặng cuối của kinh này đem công đức danh hiệu của phật di đà noi tương tận thêm một lần nữa chư phật như lai chư tổ sư đại đức từ bi vô tận biểu hiện ra đây trì danh tức niệm phật là gì thị giác hợp bổn ta bây giờ bắt đầu niệm phật hiệu này đây là thị giác Ta vốn là phật thị tâm thị phật là bạn giác thị tâm tác phật bây giờ chúng ta niệm phật a di đà nghĩa là muốn làm phật tức là hợp lại với bạn giác thị và bổn không hay sanh và phật không hai chúng sanh và phật là một không phải hai cho nên một niệm tương ương một niệm phật niệm niệm tương ương niệm niệm, niệm phật chúng ta niệm phật như thế nào vì sao không tương ứng hay nói cách khác tục ngữ nói người đó niệm phật rất linh mỗi câu phật hiệu đều thông với phật di đà nhưng tôi niệm thế nào cũng không linh Niệm suốt mấy mươi năm không có chút cảm ứng nào Học đoạn kinh văn này rồi nên biết Khuyết điểm của chúng ta là gì? Không phải ở bên ngoài, bên ngoài không có Là do mê hoặc không nhận thức rõ về Phật A-di-đà không biết danh hiệu di đà là tánh đức của tự tánh là tự tánh không biết danh hiệu di đà chứa đựng tất cả thiện pháp thế suốt thế gian bao hàm tất cả chư phật như lai và vô lượng công đức tu chứng của Bồ Tát Không biết Tưởng rằng nó là một pháp môn thông thường Nên tu học thời gian rất lâu dài nhưng không linh Nghe người đó tu thiền học mật Chắc là hay hơn linh hơn pháp môn này lập tức thay đổi. Trường hợp như vậy rất nhiều đều là chưa hiểu rõ ràng minh bạch đối với nghĩa lý của danh hiệu. Hơn nữa do tập khí phiền não của mình quá nặng không buông được nó khởi hiện hành bất cứ lúc nào khởi hiện hành nghĩa là tạo nghiệp Phổ hiền thập đại nguyện dương Quy về cực lạc Ngày nay niệm niệm Tức là di đà Thập đại nguyện dương Nghĩa lý sâu rộng Không phải người thường Có thể phát khởi được Câu nói này là thật Thập đại nguyện dương là mười điều Một điều có bốn chữ Tất cả có bốn mươi chữ Mỗi một chữ đều sâu rộng Không có biên tế Ai tu Pháp thân Bồ Tát tu Phàm những ai tham gia hội Hoa Nghiêm Đều không phải người thường Người trong mười Pháp giới không ai đến được đó Không có phần Quý vị không nhìn thấy Đức Thế Tôn giảng Kinh Hoa Nghiêm là nói ở trong định Quý vị có năng lực dự Pháp hội trong định chăng? Nên đây là nói với Pháp thân Bồ Tát Mười nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát là để cho Pháp thân Bồ Tát tu Không phải người phàm mà phá trì danh phổ bị ba căn pháp thân bồ tát cũng tu pháp môn này tự thánh pháp giới cũng tu pháp môn này lục đạo tam đồ ngũ nghiệp thập ác cũng có thể nương vào đây mà được độ thoát sanh tử Họ đều có thể Bất luận hàng chúng sanh nào Khi gặp được Chỉ cần có thể tin Có thể hiểu Phát nguyện cầu sanh Không có ai không sanh về Thế giới cực lạc Dĩ như có thể trị lành bệnh nan y nên được cho là đứng đầu trong lương y. Bên dưới là một ví dụ. Người này có thể trị lành những căn bệnh mà các bác sĩ khác không trị được. Họ có thể trị. Nên gọi họ là lương y. Nên có thể độ được người cực ác Vì thế gọi là vua trong các thiền pháp Chúng sanh cực ác là tạo tội ngũ nghịch thập ác Đây là nghiệp báo của địa ngục A Tỳ Ngũ nghịch Là giết cha giết mẹ không biết ân dưỡng dục của cha mẹ không biết báo ân ngược lại còn sát hại cha mẹ tối này vô cùng nặng nề không có gì nặng hơn Người này khi chết không có trung ấm Tục ngữ nói Vừa đoạn khí Thần thức lập tức vào địa ngục Không có trung ấm Gọi là địa ngục vô gian Ở giữa không có khoảng cách Từ đọa địa ngục Đến khi ra khỏi địa ngục Đó là tiêu hết tội nghiệp Thời gian trải qua Phải dùng kiếp số để tính kể Thọ khổ trong địa ngục không có gián đoạn Nghĩa là không được ngừng nghỉ Địa ngục thông thường còn có dừng nghỉ địa ngục vô gián không được dừng nghỉ tội nghiệp này cần phải lãnh chịu giết cha mẹ giết a la hán a la hán là tượng trưng người thầy thân thể chúng ta thân mạng này nhờ cha mẹ mà có được trí tuệ huệ mạng của chúng ta có được nhờ thầy tổn nền ân đức thầy tổ ngang bằng với ân đức của cha mẹ lớn như nhau bởi thì tội giết hại thầy tổ cũng đọa vào địa ngục a tỳ không biết báo ơn thầy mà còn hãm hại thầy Dồn thầy vào chỗ chết Tội này không thể tha thứ được Điều thứ nhất Trong tịnh nghiệp tam phước Hai cầu trước nói Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Là nền tảng vững chắc Của tất cả thiện pháp Thế xuất thế gian tất cả đều thiện đều từ nền tảng này sinh ra từ hiếu thân tôn sư xã hội này ngày nay không cần những điều này đưa ra những vấn đề hoài nghi nghiêm trọng đối với giáo huấn của thánh hiền vì sao phải hiếu thuận cha mẹ cha mẹ có gì đáng để ta hiếu thuận vì sao phải hiếu kính thầy tổ thầy là người mua bán tri thức tôi nộp học phí để đi học là mối liên hệ với người bán kẻ mua hiện nay thân phận người thầy đích thực đã trở thành hành vi thương nghiệp Thầy giáo ngày xưa Không những không nhìn thấy Mà cũng chưa hề nghe thấy Hiện nay chúng ta gặp phải thiên tai thảm họa Xã hội động loạn Địa cầu biến đổi khác thường là báo ứng. Thiên tai dồn dập, mọi người cũng đành chịu không biết phải làm sao. Nên giải cứu như thế nào là vấn đề cấp bách hiện nay. có phương pháp giải cứu chăng cọ nhưng quý vị không tin phương pháp là gì là phương pháp của các bậc tổ tâm nếu như không tin cho rằng phương pháp của cổ nhân đã lỗi thời là thư của xã hội cũ đều không có giá trị bây giờ là thời đại khoa học những thứ đó không theo kịp thời đại khoa học Hoàn toàn trái với khoa học Thôi vậy quý vị hãy nhận lãnh từ từ Vấn đề ngày nay khoa học không giải quyết được Đến giới khoa học cũng hết cách Họ dự đoán địa cầu sẽ bị quỷ diệt tuyên bố với chúng ta hiện nay là địa cầu tận thế điều gì tạo nên tận thị khoa học gây ra phá hoại môi trường đại tự nhiên phá hoại trật tự đại tự nhiên Khôi phục đại tự nhiên trở lại bình thường là cứu được Những gì tổ tôm vậy là Tương ưng với đại tự nhiên Hoàn toàn tùy thuận đại tự nhiên Trong đại tự nhiên có tâm yêu thương Có người bây giờ không có yêu thương Trong đại tự nhiên có nghĩa khí Các bậc thánh hiền tổ tông xưa đưa ra Ngủ luôn ngủ thường tứ duy bạc đức Hoàn toàn tùy thuận đại tự nhiên Ngày nay Những gì xã hội tôn sùng Đề xướng là Bất nhân bất nghĩa Vô lễ vô trí vô tính luôn tìm cách lừa gạt tất cả chúng sanh, không nói đến chữ tình. Người bây giờ chỉ biết đến thiệt hơn, tranh danh đoạt lợi. Ngoài điều này ra không có gì kiên kỵ cả, báo ứng liền hiện tiền. Trong Phật Pháp có câu nói rất hay Quay đầu là bờ Nếu như không quay đầu Ta phải gánh chịu báo ứng này Còn như quay đầu Sẽ được cứu Vì sao vậy ngủ nghề tập ác mà biết quay đầu đều có thể giảng sanh thành phật không thổi chuyện quý vị có chấp nhận cách nói này chăng quý vị có tin chăng có lý giải chăng Bộ kinh này không dài cũng không ngắn Chúng ta dạng đến đây cũng gần 1.200 tiếng Đến tập 600 là 1.200 tiếng đồng hồ Nói một cách rõ ràng, minh bạch Thật sự chịu dùng thời gian một năm Cố gắng học tập Đội dưới ngũ nghệ thập ác Cũng có thể nương vào đây Mà được độ thoát sanh tử Có câu nói này quý vị sẽ tin Sẽ minh bạch Chỉ cần quay đầu lập tức được độ Thí như có thể trị lành những bệnh người khác không trị được Ngày nay chúng ta gặp phải là chứng nan y nghiêm trọng Tịnh Tông có thể trị được Thử nghĩ xem Ngày nay chúng ta phải chăng là kẻ cực ác Không cần người khác nói bản thân tự hỏi lòng xem thế nào gọi là cực ác ngũ nghệ hợp ác tức là cực ác chúng ta tuy không sát hại cha mẹ nhưng có quan tâm cha mẹ chu đáo chăng có tận tâm chăng có thể đặt cha mẹ ở vị trí hàng đầu chăng đối với thầy tổ có thái độ như thế nào có thái độ như thế nào với anh chị em có thái độ như thế nào với cấp trên với bạn bè đối với quần chúng trong xã hội là thái độ như thế nào nếu là bất nhân bất nghĩa vô lễ ngu si cuồng giọng tội này vô cùng nặng thập ác nói một cách rõ ràng là sát sanh tà dâm trộm cắp giọng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu ỷ ngữ tham lam sân nhuế ngu si đây là thập ác Trong này chúng ta đã phạm mấy điều Phá một điều là tội địa ngục Nếu như phạm hết cả ngũ nghề thập ác Đó là người cực ác Kẻ cực ác có cứu được chăng? Cứu được chư phật bồ tát từ bi không trách cứ ai các ngài có thể tha thứ cho quý vị vì sao vậy vì quý vị không biết từ nhỏ không có ai vậy ở trước ở phần kinh văn chúng ta đã học người đi trước vô tri không biết đạo đức không có người dạy nghĩa là không dạy cho chúng ta ngày nay chúng ta tạo tội cực ác cũng không trách được Phật Bồ Tát từ bi cùng tổ Chỉ cần ta niệm Phật Tội nghiệp liền được tiêu diệt Phải dùng chân tâm Không được dùng vọng tâm Chân tâm niệm một câu Phật hiệu Tiêu tội nặng sanh tử Trong tám mươi ức kiếp Trong kinh điển Đại Thừa thường nói Không chỉ nói một lần Chúng ta phải thâm tính không nghi hoặc Bộ kinh này Pháp môn này Câu danh hiệu này Đáng được tôn xưng là vua trong các thiền pháp Kinh này là vua trong tất cả các kinh. Phương pháp tín nguyện trì danh là vua của các hành pháp. Câu danh hiệu này là vua trong các vua. Nên gọi trì danh hành trì vượt qua ngày phổ hiền tín nguyện trì danh nhất định đến được bờ kia quý vị nói công đức này lớn biết bao vấn đề của chúng ta ngày nay là niềm tin chưa đủ có tin chăng tin không viên mãn không đủ nguyện có bằng lòng giảng sanh cực lạc chăng bằng lòng nhưng không nở xa rời thế gian này Mức độ tham luyện đối với thế gian này còn khá nặng Nên nguyện không thiết Trì danh Ngày ngày niệm Phật không tệ Nhưng giọng tưởng tạp niệm luôn xen vào Phật hiệu này không được thanh tịnh qua cách xa tiêu chuẩn Của Bồ Tát Đại Thị Chí Bồ Tát Đại Thị Chí yêu cầu chúng ta Đô nhiếp lục căng Đô nhiếp lục căng nghĩa là sao? Nói cách khác Quý vị biết cách buông bỏ dạng duyên Đô nhiếp lục căng nghĩa là buông bỏ dạng duyên Mắt buông bỏ tất cả sắc tướng tai buông bỏ tất cả âm thanh tức không phan duyên với những thứ này thấy sắc không để trong lòng nghe âm thanh cũng không để trong lòng sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần đều không để trong lòng trong lòng không có đây gọi là đô nhiếp lục căn trong tâm chỉ có phật a di đà ngoài phật a di đà ra quả thật không có gì cả về sự chúng ta không thiếu gì cả nhưng trong tâm hoàn toàn không có về sự chúng ta không rời thế gian này sự tướng không thể buông bỏ nhưng không để sự tướng trong lòng Quả là cao siêu Hồ Tiểu Lâm có một bài báo cáo tâm đắc về việc tu học bài thứ hai Có thể in nhiều thêm Phát cho quý vị đồng học cùng xem Ông ta đã đi vào cảnh giới này Cảnh giới này gọi là trải qua các giai đoạn luyện tâm Cuộc sống hàng ngày vẫn như thường Làm tất cả mọi việc là một cách quan hỷ, chăm chỉ nhưng không để trong lòng. Giữ tâm địa thanh tịnh bình đẳng giác ở mọi lúc mọi nơi. Công phu tu hành này nhanh chóng nâng cao cảnh giới. Trước đây bước đầu là diễn ly. Bây giờ không cần diễn ly. Không còn nhiễm ô vì sao vậy vì biết được tất cả đều là không biết được là giả tướng đều bất khả đắc tôi biết quý vị biết tôi cũng không cần giặt trần nó vì sao vậy vì quý vị nghe không hiểu nếu tôi nói ra quý vị nói tôi nói tầm bậy thần kinh không bình thường phải đưa đến bệnh viện tâm thần không thể nói đây gọi là tu hành thật sự công phu rất đắc lực sống trong thế gian phải thực hành đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp lục hòa lục độ phổ hiền thập nguyện hành trì tất cả biểu diễn cho mọi người thấy rất hay biểu diễn rất chân thật vì sao vậy vì tâm là Phật a di đà sao không thật được tuyệt đối không có tự tư tự lợi tuyệt đối không có cái ta cái ta này rất có hại Vô lượng kiếp đến nay bị cái ta này hại Hiện nay giác ngộ không còn cái ta nữa Ta ở đâu? Một trên một ngàn sáu trăm triệu giây Đó là ta Nhưng trong một giây Đã có một ngàn sáu trăm triệu cái ta Ta ở đâu? Hoàn toàn không có Bất khả đắc Chẳng những ta như vậy Mà sáu căn tiếp xúc với tất cả Pháp Đều là vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc thường thường nghĩ đến đối thoại của bồ tát di lặc và đức thế tôn sẽ khơi gợi cho chúng ta rất nhiều nếu có thể quán tưởng điều này quán tưởng đây là lý nhất hành ta muội niệm phật a di đà để phật a di đà trong tâm đây là sự nhất hành ta muội chúng ta từ sự nhất hành ta muội kết nối với lý nhất hành ta muội lý sự không hai lý sự là một quý vị đã nhập vào cảnh giới sẽ sanh tâm quan hỷ đời này không uổng phí đến đây sống không vô ích vì sao vậy nhất định được sanh tịnh đồn Đến thế giới cực lạc thân cận Phật A-di-đà viên mãn vô thượng bồ đề Đây là làm thật Ngoài ra đều là giả Toàn là tam đồ lục đạo Không thể tiếp tục lặng ngục trong đó Sau khi giác ngộ phải nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Chúng ta mới thành tựu được. Tuyệt đối không được tiếp tục chậm trễ. Chậm trễ nữa sẽ không còn kịp nữa. Sẽ bỏ qua nhân duyên lần này. Nên nhớ trì danh Hiệu quả cao nhất Thật sự là hành siêu phổ hiền Phải tên vào tín nguyện trì danh Chắc chắn giảng sanh thế giới cực lạ Nhất định đến được bờ kia Nên gọi Hành siêu phổ hiền đến được bờ kia Câu này hoàn toàn là thật Là sự thật một trăm phần trăm Bộ kinh này bây giờ chúng ta giảng mỗi năm một bộ Khi bắt đầu giảng Tuân theo đức của phổ hiền đại sĩ khi viên mãn hành siêu phổ hiền bỉ ngạn là thế giới tây phương cực lạc kỳ hạn này là một ngàn hai trăm tiếng đồng hồ là hoàn thành chúng ta phải theo kịp không được tụt hậu Không theo kịp nguyên nhân tục hậu Là do không buông bỏ được Dướng bận quá nhiều điều Những việc đó đều là rác rưởi Toàn là ô nhiễm Là những thứ không có giá trị Phải dứt bỏ nó triệt để Khôi phục thanh tịnh bình đẳng giác của mình Như vậy là đúng thường nghĩ đến thanh tịnh bình đẳng giác thanh tịnh bình đẳng giác chính là phật a di đà hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tình độ nam mô an di đà phật